xin chào các bạn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện Tư tưởng của Bác Hồ đã trở thành bất diệt. Đã từ lâu, người ta chỉ còn đơn giản gọi người là Bác Hồ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là khẩu hiệu của người. Hiện nay, vẫn còn đầy sức sống trong đấu tranh. Đó là lễ sống và là học thuyết cách mạng của người. Khẩu hiệu đó là sức mạnh lôi kéo dân tộc của người. Nó có nguồn gốc ý chí chiến đấu tuyệt vời của người cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến thắng lợi cuối cùng. Chúng tôi đã hỏi Bác Hồ, nhân dân Việt Nam lấy sức mạnh thần kỳ của mình ở đâu để chống những kẻ thù cực mạnh như bọn Mỹ? Và người đã trả lời chúng tôi, trước hết đó là sự đoàn kết. Nhưng sự đoàn kết nhất trí đó dựa trên niềm tin sắt đá rằng không có gì quý hơn độc lập tự do. Chính vì nhân dân Việt Nam từ Nam chí Bắc đều tin tưởng sâu sắc họ có thể đoàn kết với cố gắng to lớn nhất là vượt qua mọi trở ngại, như cái vấn đề phức tạp nhất, sự đàn áp tàn bạo nhất mà kẻ thù hiện nay là đế quốc Mỹ dựng lên trước mặt họ. Cũng chính vì thế, trong từng giây phút chiến đấu, họ vẫn giữ được tinh thần hết sức trong sáng và niềm lạc quan, đôi khi làm ngạc nhiên những ai không hiểu giá trị của tư tưởng nói trên mà Bác Hồ đã khắc sâu vào trái tim, khối óc của mỗi người Việt Nam. Bác Hồ đã mất, nhưng trước khi từ trần, tư tưởng đó của người chẳng những đã trở thành bất diệt mà còn trở thành sinh động nhờ tấm gương cụ thể về cuộc đời của người. Tư tưởng đó sẽ nảy nở ở bất cứ nơi nào cần có một cuộc đấu tranh giống như cuộc đấu tranh được tiến hành ở Việt Nam. Nếu có ai hỏi, văn bản nào giải thích kỹ càng nhất học thuyết Hồ Chí Minh? Chúng ta phải trả lời đó là chủ nghĩa anh hùng nảy sinh hàng ngày trong dân tộc của người. Khi một gia đình nào đó ở Việt Nam dỡ nhà và đồ đạc của mình để giúp vào việc xây hầm hoặc làm chất đốt cho một đơn vị bộ đội đóng rải rác ở trên bờ biển, thì chính gia đình đó đã thực hành học thuyết của người. Khi những cái quý báu nhất như sinh mệnh của những người bảo vệ tổ quốc, nền tự do và độc lập bị lâm nguy, thì nhà cửa và đồ đạc có nghĩa lý gì đâu. Khi một phụ nữ ở nông thôn nhường con trâu của mình cho bộ đội dùng và tự mình kéo cày, tức là người đó đã thực hành học thuyết của Bác Hồ. Thật vậy, người phụ nữ đó đã nghĩ rằng dù có mang nặng trên vai hay tự kéo lấy cái cày hoặc xe bò chăng nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu so với việc con trâu của mình được dùng kéo pháo để bảo vệ độc lập tự do của nhân dân, bởi vì không có gì quý hơn độc lập tự do. Thử hỏi, nếu ruộng đất bị tước đoạt, nếu tổ quốc một lần nữa lại bị giày xéo thì con trâu đó còn dùng làm gì? Tất cả nông dân Việt Nam đều nghĩ như vậy. Khi một chiến sĩ lấy thân mình làm giá súng cho một chiến sĩ khác nhả đạn vào quân thù, như một anh hùng đã làm ở Điện Biên Phủ trước đây, thì chính hành động đó đã nói lên không có gì quý hơn độc lập tự do. Như vậy là thông qua chủ nghĩa anh hùng nảy sinh hàng ngày của nhân dân Việt Nam, người ta đã tìm thấy lời giải thích hay nhất về học thuyết vì độc lập và tự do của Hồ Chủ tịch. Chính bản thân người cũng rút ra từ nguyên lý đó mà người đã kiên quyết bảo vệ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng cho suốt cả cuộc đời mình, một cuộc đời cần cù và đầy thắng lợi của một nhà cách mạng. Mata Rosa, nhà báo Cuba.